IVF Phương Châu xin chào anh chị. Video này sẽ hướng dẫn anh chị cách tiêm loại thuốc Burigon 300 đơn vị với liều 300. Thì với liều 300 anh chị sẽ tiêm được một lần duy nhất với ống thuốc này. Bước số 1, anh chị kiểm tra thuốc với toa thuốc, xem trên toa thuốc có đúng thuốc hay không. Cái thứ hai là liều tiêm được chỉ định có đúng là 300 đơn vị hay không. Cuối cùng là ngày tiêm anh chị được chỉ định có đúng hay không. Trước khi khui hộp thuốc, anh chị kiểm tra lần cuối cùng trên hộp thuốc có đúng tên hay không và hạn sử dụng của hộp thuốc có còn hay không. Kế tiếp, anh chị sẽ kiểm tra chất thuốc bên trong có bị thay đổi màu hay vón cục gì hay không. Thì với ống thuốc bình thường, nó sẽ có màu trắng trong. Với ống thuốc bị hư thì thuốc nó sẽ đổi màu khác và bị vón cục lại. Sau các bước kiểm tra thì anh chị cần phải rửa tay sạch với dung dịch sát khuẩn có chứa cồn hoặc là xà phòng trước khi thực hiện lắp ống thuốc và chỉnh liều thuốc. Khi lắp ống thuốc, anh chị sẽ vặn đôi bút tiêm ra và thực hiện lắp ống thuốc vào. Khi gắn ống thuốc, anh chị chú ý sẽ hướng cái đầu có chứa thuốc xuống dưới. Và vặn chặt bút tiêm lại. Đến bước số 2, đó là chỉnh liều thuốc. Thì anh chị sẽ thực hiện xoay núm chỉnh liều cho đến khi nào cửa sổ chỉnh liều hiển thị đúng số 300 thì dừng lại. Còn với trường hợp anh chị vặn hút liều 300 thì anh chị sẽ vặn đến liều tối đa và thực hiện chỉnh liều thuốc lại từ đầu. Sau khi chỉnh liều thì anh chị sẽ thực hiện xé niêm phong nắp kim ra và lắp nắp kim vào bút tiêm để chuẩn bị tiêm thuốc. Khi đã lắp xong đầu kim thì anh chị sẽ xác định vị trí tiêm. Thì vị trí tiêm mình xác định sẽ là dưới rốn, cách rốn khoảng 4 đến 5 xăng, tương đương khoảng 2 lóng tay. Anh chị có thể tiêm ở vị trí là từ trái sang phải hoặc là từ phải sang trái, miễn sao cách rốn 2 lóng tay và nằm ở phần dưới rốn là được. Kế tiếp thì anh chị sẽ thực hiện rửa tay lại với dung dịch sát khuẩn chứa cồn hoặc là xà phòng trước khi mà mình thực hiện sát khuẩn vùng tiêm. Thì cái cách sát khuẩn vùng tiêm á, anh chị sẽ dùng gạt tẩm cồn hoặc là gòn khô thấm cồn để mình sát khuẩn theo hình xoắn ốc từ trong ra ngoài. Anh chị kiểm tra lần cuối cùng xem cửa sổ chỉnh liều có hiện đúng số 300 hay không. Sau đó tháo nắp kim ra và thực hiện véo da bụng lên, ghim ghim nhanh một góc 45 đến 90 độ. Một tay anh chị cố định bút tiêm, tay còn lại anh chị ấn đè nút chỉnh liều. Đến khi nào số 300 nó lùi về tới số 0 thì anh chị đã tiêm hết liều 300 hôm nay. Sau khi tiêm xong, anh chị sẽ tháo bút tiêm và lấy ống thuốc ra. Thì ống thuốc sẽ còn dư lại một lượng thuốc đệm, anh chị sẽ không được tiêm lượng thuốc này. Sau khi tiêm thuốc thì anh chị cần phải theo dõi các biểu hiện như sau. Các biểu hiện bình thường là tràn bụng dưới, căng ngực, đau lưng và dịch âm đạo ra nhiều. Các biểu hiện bất thường anh chị cần phải liên hệ với nhân viên y tế ngay lập tức. Đó là khó thở và đau bụng do bụng căng lớn. Thứ hai là chóng mặt, nôn ói kèm theo tiêu chảy và tiểu ít mặc dù là đã uống rất nhiều nước. Thứ ba là sẽ ngứa, nổi mẩn đỏ vùng tim hoặc là lan khắp cơ thể. Dịch âm đạo ra nhiều, có mùi hôi và ngứa. IVF Phương Châu xin cảm ơn.